Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Trận này diễn ra tối qua, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Vạn Thuận Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
将军。
Trang chuyên. 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 Chơi đến đây, sát cục, Vạn Thuận buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Kha Ninh Lâm Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军，chơi đến đây mất mã, Kha Ninh Lâm buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Kha Ninh Lâm cầm đỏ đi tiên, lại Lý Vinh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục. Kha Ninh Lâm buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like. Và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.